Dạ, câu hỏi tiếp theo con xin được gửi tới cho máy của bác Định Nghi và xin chú Minh Đạt sẽ chuẩn bị âm thanh cho câu hỏi tiếp theo. A Di Đà Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, con là Nguyễn Thị Hoa Xuân ở Dùm Đạo Tràng Mộc Châu, Sơn La 6. Con xin lão cư sĩ Diệu Âm cho con hỏi một câu hỏi à. Vì sao con cứ nghe thấy tiếng kèn trống của đám tang, dù cho con ở bất cứ đâu và nằm ngồi đứng con đều nghe thấy. Con là phàm phu ngu dốt không hiểu, xin lão cư sĩ Diệu Âm giảng giải cho con được hiểu ạ. À, con xin thành kính tri ân công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Vị này có ở đây không ạ? À, Di Di Đà Đà Phật. Phật. Chắc có lẽ trong đời gặp đám tang có kèn có trống rồi cứ nhớ mãi chứ gì đâu, phải không? Và nếu mà lúc nào cũng nghe như vậy thì theo như Doãn nghĩ có thể chư vị bị cái bệnh gọi là ù tai chăng? Ù tai là gì? Là cái hệ thần kinh trong cái lỗ tai của mình bị kẹt một chỗ nào đó. Thì tự nhiên trong tai của mình cứ nghe, có nhiều người nghe như tiếng mưa rơi, có nhiều người nghe như tiếng sấm nổ, có nhiều người nghe như tiếng ếch nhái, có nhiều người nghe như tiếng khóc. Mà thực ra đó là do cái hệ thần kinh lỗ tai mình bị kẹt, gọi là ù tai. Rồi khi chư vị khi ù tai như vậy, không ai khuyên lại tưởng rằng là những âm thanh khác, hay mình tưởng cái âm thanh nào thì nó sinh ra cái âm thanh đó. Ví dụ như có nhiều người cứ nghĩ đó là tiếng khóc thì tự nhiên tiếng ù đó nó vang vang giống như tiếng khóc. Có nhiều người nghĩ rằng đó là cái câu nói của một người phụ nữ thì hình như cái tiếng o o tiếng ù ù đó nó giống như là tiếng người phụ nữ nói. Còn đi đây chư vị đã từng đi đám tang, từ thấy đám tang người ta khóc, người ta kéo đường cò rồi đến đốc cái đồ buồn quá, tự nhiên nó thâm nhập vào tâm của mình. Rồi khi mình nghe như vậy, tự nhiên mình nghe cái tiếng đó giống như tiếng trống tiếng kèn của đám tang, chứ thực ra không phải đâu. Thực sự thì cái bệnh ù tai đó không phải là cái chuyện lạ, có thể là rất nhiều người bị. Nó không làm cho mình chết, nó không làm cho mình bị hại, nhưng nó làm cho cái lỗ tai của mình càng ngày càng lãng đi. Có nhiều người già rồi tai không nghe rõ nữa là do cái hiện tượng ù tai này. Đề nghị với chư vị là nếu quả thực như vậy thì chư vị đừng để ý gì nó nữa cả, cứ lo niệm Phật vui vẻ đi. À, rõ ràng trên đời này cũng có nhiều người bị như mình chứ không phải gì mình. Và cái tiếng kèn tiếng trống tiếng của gì có của đám tang là do mình nghĩ ra đó, cứ bình tĩnh đi chư vị. Thường thường lấy cái tay áp vào trong lỗ tai, xoa vùng tai cho mạnh lên, cho nhiều lần lên thì cũng có thể hết đi, và mình coi như quen thuộc đi, đừng nghĩ tới nó nữa thì cũng có thể chư vị thoải mái được. Tại vì cái bệnh ù tai này là bệnh rất khó trị chứ không phải dễ trị đâu, phải kiêng nhẫn dữ lắm. Ở Việt Nam có cái thuốc gì đó, thuốc kim thính đó, kim thính để như vậy có thể chư vị dùng, hoặc là có thể xoa vùng tai cho nhiều lên, có thể giúp cho cái hệ thần kinh nó phục hồi lại thì hết, chứ còn thực ra không phải là tiếng kèn tiếng trống gì đâu nha. À, Di Di Đà Đà Phật. Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cung kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm.